Chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 2 giờ chiều ngày 7 tháng 1 2023 ha. Đây cửa Tây cho Bến Thành các bạn. Các bạn thấy không? Hai cây hoa mai nha. Rạo rực mùa xuân. Đây góc đường của Nguyễn An Ninh và Phan Chu Trinh. Doanh nghiệp tư nhân trao đổi ngoại tệ Mai Vân. Ở đây là Hà Tâm nha. Hôm nay chúng ta sẽ thấy tỷ giá đô và Canada. Hai tờ giấy mình. Đợi xem. Các bạn lưu ý nè, nếu mà Canada tờ 100 Canada tờ mới nha thì tỷ giá là 17.150 đồng, còn nếu mà là 50 đồng á thì nó chỉ có 16.500 thôi. Như vậy là chênh lệch với nhau khoảng độ 50 đồng các bạn. Còn hôm nay tỷ giá đô hạ xuống nữa, hôm nay là 1 đô á đổi được chỉ có 23.570 đồng thôi. 23.570 đồng, Canada là 17.150 đồng. Nếu mà tờ 50 đô thì còn 16.500 đồng. Cái khu vực này lúc nào cũng đông, đông khiếp luôn. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng cái khu vực này các bạn xem nha, để coi cái chợ Bến Thành này, cái cửa chính như thế nào nha các bạn. Văn Lang quận nhất các bạn, cổng đông nha, và ở bên kia cổng Tây. Như vậy là cũng hai cái mai vàng luôn. Góc Phan Bội Châu, Văn Lang. Mình rõ. Bữa nay đã mở quán rồi, ra mặt chính luôn mình là xong. Lê Lợi nè. Bữa nay rất nhiều bạn trẻ đến đây chụp hình. Áo dài quá trời. Đây, cổng chính.